Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng ngày 31 tháng 1, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm tặng quà Tết tại hai xã Phú Cường và Phú Vinh. Cùng đi có đại diện Phòng Tư pháp và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà Đinh Thị Nhỏ, bà Bùi Thị Lấy, bà Bùi Thị Thậm và bà Bùi Thị Tiến. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vui mừng khi thấy các cụ năm nay đã tròn 95 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, con cháu sống hòa thuận, đoàn kết, kinh tế gia đình phát triển. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc các cụ dồi dào sức khỏe, sống lâu, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Qua đây, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể bằng các hoạt động thiết thực tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân nói chung, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi nói riêng, để mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết đầy đủ đầm ấm.